cái cây bí này để mà đây là cái nguồn thu nhập chính của các thành viên hợp tác xã và cũng là bà con nông dân liên kết trồng bí. Vào cái chương trình ô cốp của tỉnh bí xanh thơm ba bể đã được công nhận sản phẩm 3 sao, thì trong cái thời gian tới thì tôi cũng sẽ dự kiến là nhân rộng mở rộng các cái diện tích ra các cái vùng các cái xã lân cận có các cái diện tích mà đất đai thổ nhưỡng khí hậu thời tiết phù hợp với cái loại